Tại Thiên theo sư phụ cũng được khoảng 4 năm hơn rồi nha cả nhà. Mệt mỏi thì cũng mệt mỏi đó, nhưng mà trong đầu mình chưa có cái dự định là phải từ bỏ hay là rời phái hội hay là bỏ sư phụ mà đi. Ốm đau như thế này thì lúc nào cũng có anh em của hội, anh em trong hội, anh em tài xế lúc nào cũng quan tâm mà, anh em trong nhà như trong nhà hết. Cao xoa bóp thảo dược 8S, hotline 1900 888 663. Rồi, Tài Thiên xin kính chào toàn thể quý vị khán giả, quý ông bà, cô chú à. Thì Tài Thiên theo sư phụ cũng được khoảng 4 năm hơn rồi nha cả nhà. Thì nói về cơ duyên nào thì là do ông ngoại xì tin trong một cái chuyến đi bão lũ miền Trung cả nhà, năm 2018-2019 đó cả nhà. Thì anh Phát anh đã dẫn Tài Thiên vào và gặp được sư phụ và cùng đồng hành với sư phụ tới bây giờ. Mệt mỏi thì anh rất là mệt mỏi thì cũng mệt mỏi đó, nhưng mà trong đầu mình chưa có cái dự định là phải từ bỏ hay là rời phái hội hay là bỏ sư phụ mà đi, chưa có ý định đó. Sư phụ hay xì hơi lắm cả nhà ơi. Sư phụ ơi, sư phụ mỗi lần ông xì hơi mở kiến ra nghe sư phụ, để trong xe chị không nói đâu. Thì từ nhỏ rồi đã sống xa gia đình quen rồi, thì sau này có con nữa thì cũng có lâu lâu cũng có về thăm nó, chứ thăm con và thăm mẹ thôi. Thấy cũng biết rồi, cũng quen. Thì nói chung trên những chuyến xe cứu thương này có rất là nhiều chuyện đau lòng. Ấn tượng thì chuyện này cũng nhiều lắm chứ không phải là một hai câu chuyện. Vụ bé gái 21 tuổi hay là vụ chẳng qua cái vụ bé 8 tuổi vừa qua, nó thì nó cũng vậy, nhiều lắm cả nhà. Xa gia đình, ốm đau như thế này thì lúc nào cũng có anh em của hội, anh em trong hội, anh em tài xế lúc nào cũng quan tâm mà, anh em trong nhà như trong nhà hết. Bệnh cũng như là Thiên mới nằm viện ra thì có anh Trình, chồng anh Linh, cũng nuôi bệnh cho là Thiên. Cũng có chút. Buồn, nhưng mà mình cũng cố gắng hoàn thành công việc xong rồi mình xin phép mình về với gia đình. Với lại mà chưa bao giờ mà cái chuyện gia đình mình có chuyện mà sư phụ không cho mình về hết. Cho dù ở Hà Nội, sư phụ cũng bắt bay về. Mẹ Tài Thiên rất là vui, rất là ủng hộ Phi đi trên cái con đường thiện nguyện này. Con cảm ơn mẹ,
Cảm ơn ngoại chị Tiên, cảm ơn cô, cảm ơn sư phụ và cảm ơn tất cả các anh em tài xế đã luôn đồng hành, đã luôn coi nhau như người thân. Năm sau anh vẫn đồng hành cùng sư phụ. Chưa có cái dự định nào hết. Thì có những chuyện thì kể vậy thôi, chứ thiệt có nhiều cái mà ngồi mọi người nói tin nên không tin không được, phải tin. Đường trước mặt nó đi còn lạc nha cả nhà. Thì cũng sưng 2023 cũng đã tới rồi cả nhà. Thì đầu năm con xin kính chúc tất cả quý vị khán giả, quý mạnh thường quân trong nước cũng như ngoài nước, một năm mới được an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Thì con cũng chúc cho ông ngoại chị Tin, sư phụ Apple Sang, sư mẫu cô Thủy, một năm mới thật là an khang và thịnh vượng, lúc nào cũng có sức khỏe, nhất là sư phụ để lèo lái con thuyền nguyện này để cho bà con được bớt khổ. Thì thông qua đây con cũng xin chân thành cảm ơn quý khán giả lúc nào cũng luôn luôn quan tâm đến anh em trong hội, cũng như luôn luôn yêu thương và sư phụ, lúc nào cũng cùng sư phụ đồng hành hết. Quý khán giả thì nhớ ủng hộ cái cao so bóp cho sư phụ, để sư phụ có tiền để làm thiện nguyện, cũng như giúp những lấy cái đồng lợi để hoàn thành 6 xe cứu thương. Thì ngoài ra thì chắc sang năm con cũng không còn ít chạy xe cứu thương lại nữa, con ít chạy, sang năm con sẽ ở trực tiếp ở công ty và ở đây để so bóp và hướng dẫn cho quý ông bà cô chú cũng như cô bác gần xa đến đây để thoa cao so bóp nha cả nhà. Đó, thì năm sau thì là các clip hiện tại cũng ít thấy con trên clip, nhìn cũng vậy, ít thấy con trên những chuyến xe. Còn con cũng mong quý khán giả thông cảm. Xin chào và hẹn gặp lại.